lan hải tía. Tên Latin, Paphiopidilum purpuratum. Họ, phong lan Orchidaceae. Bộ, phong lan Orchideus. Lớp, lan đất. Đặc điểm nhận dạng. Cỏ lâu năm, có 4 đến 6 lá mọc thành hai dãy. Lá hình thuôn bầu dục, dài 7 đến 14 cm, rộng 2,3 đến 4,2 cm, mặt trên loang lổ các khoang màu lục thẫm và lục nhạt mặt dưới màu lục nhạt. Cụm hoa có cuống dài 10 đến 20 cm, mang 1 đến 2 hoa. Lá bắc hình trứng hẹp, dài 1,5 đến 1,7 cm, rộng 0,7 cm, có lông trắng. Hoa rộng 7 đến 10 cm, có mạng gân màu đỏ thẫm tía ở tất cả các mảnh bao hoa. Lá đài gần trục hoa màu trắng, ở nửa dưới chuyển sang màu lục, hình trứng rộng dài 2,5 đến 3,5 cm, rộng 2,2 đến 4,3 cm, lá đài kia màu lục, hình trứng hẹp, dài 2 đến 3,5 cm, rộng 1,2 đến 1,6 cm, cánh hoa màu đỏ tía thẫm, về phía gốc chuyển thành màu lục nhạt, về phía chóp thành màu hồng, có nhiều mụn cóc nhỏ dọc gân. Hình bầu dục hay thuôn dài 3,5 đến 4,6 cm, rộng 0,9 đến 1,3 cm, Môi màu tía đỏ, dài 3,3 đến 4,4 cm, rộng 2 đến 2,7 cm, nhị lép rộng 0,8 cm, dài 0,8 đến 1,1 cm, bầu dài 2,5 đến 4 cm, phủ lông trắng. Sinh học, sinh thái. Mùa hoa tháng 9 đến tháng 10. Tái sinh bằng hạt. Mọc dưới tán rừng nguyên sinh rậm thường xanh nhiệt đới mưa mùa cây lá kim ở đỉnh và đường đỉnh núi đá vôi, có độ cao 600 đến 1.000 mét, rất rải rác trên đất ở chân các vách đá có nhiều mùn. Phân bố Trong nước, Lào Cai, Cao Bằng Nguyên Bình, Yên Lạc, Tuyên Quang Na Hàng, Lâm Đồng Thế giới, Trung Quốc Giá trị Loài cây làm cảnh quý vì hiếm, có hoa với các màu tía và đỏ thấm đẹp. Tình trạng Loài vốn có khu phân bố hẹp, nơi sống bị chia cắt rất rải rác và số lượng cá thể ít, trong vài năm gần đây lại bị thu hái ồ ạt đến kiệt quệ để bán trồng làm cảnh, ở trong nước và xuất khẩu lậu qua biên giới nên đang bị tuyệt chủng. Các cá thể còn sót lại rất rải rác, cũng có số phận rất mong manh do môi trường sống là rừng vẫn tiếp tục bị chặt và đốt cây để tận thu. Phân hạng NA1C, D2D, B12B, biện pháp bảo vệ. Đã liệt kê vào phụ lục một của công ước size và danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm 1 của Nghị định số 32 trên 2006 trên ND, CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của chính phủ để nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Bảo vệ phần quần thể nhỏ nhoi còn sót lại ở khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang cần nhân rộng việc gieo ươm để vừa tạo nguồn cây làm cảnh đồng thời bảo vệ nguồn gen. Tài liệu dẫn, Sách đỏ Việt Nam năm 2007 phần thực vật trang 467.